Xin chào bạn, tôi là bác sĩ Huy đến từ khoa phục hình và phẫu thuật răng miệng trực thuộc nha khoa Thúy Anh. Hiện nay trên mạng xã hội lưu hành rất là nhiều hình ảnh và bài viết về sự thay đổi nụ cười một cách ngoạn mục sau khi bọc răng sứ. Tuy nhiên, sự thật về những cái thay đổi này đôi khi lại như tảng băng chìm mà chỉ khi chụp phim X quang lên chúng ta mới có thể nhìn thấy. Các bạn cùng quan sát hình ảnh phim X quang toàn hàm sau đây. Tất cả các răng đã bị lấy tủy vô tội vạ, tiềm ẩn nguy cơ bị đen chân răng, mục chân răng và đau đớn kéo dài về sau. Hay như hình ảnh sau đây. Sau khi bọc răng sứ vài năm, tất cả đường viền lợi của bệnh nhân bị phù nề, bị sưng đỏ, có chảy mủ. Biến chứng thì có lẽ là điều mà những người cuồng làm răng sứ sẽ không bao giờ muốn nói tới. Trong chương trình Hỏi Nhanh Đáp Gọn ngày hôm nay, tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu sự thật ẩn sau nụ cười toàn sứ và những trường hợp nhất định không được bọc răng sứ nếu không muốn bị hỏng cả hàm răng sau này. Trước hết thì tôi xin khẳng định rằng bọc răng sứ không hề xấu và răng sứ chính là cuộc cách mạng đối với nha khoa thẩm mỹ. Răng sứ ra đời đã giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của những bệnh nhân có răng bất thường về hình thể hoặc là nhiễm màu nặng mà không có cách nào khắc phục. Thậm chí là cùng với sự phát triển của vật liệu cũng như là kỹ thuật, các mặt giả sứ veneer hiện nay là công cụ hết sức hữu hiệu, vừa cải thiện thẩm mỹ hàm răng lại vừa bảo tồn được cấu trúc của mô răng. Chính vì sức mạnh của răng sứ có thể thay đổi nụ cười một cách nhanh chóng nên hiện nay nhiều người lạm dụng và sử dụng răng sứ sai chỉ định, dẫn đến những cái di họa nghiêm trọng. Các bạn hãy chú ý đến đặc tính này, làm răng sứ rất là nhanh, vì muốn nhanh, nôn nóng nên nhiều người bị sập bẫy sai chỉ định. Vậy chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài trường hợp nếu mà bọc răng sứ sẽ gây hại đến sức khỏe của người sử dụng. Đầu tiên thì bạn không được bọc răng sứ nếu mà tình trạng răng miệng đang có viêm nhiễm, chưa được xử lý hay có bệnh lý về khớp nhai, khớp thái dương hàm, vì khi đó thì bọc răng sứ sẽ rất dễ làm nặng hơn vấn đề trong miệng. Các cái viêm nhiễm có thể sẽ trầm trọng hơn, khó giải quyết hơn, dẫn đến là nguy cơ bị mất răng không đáng có. Bên cạnh đó thì răng sứ được lắp trên mô mềm và mô răng không ổn định sẽ khó duy trì được trạng thái tốt trong một thời gian dài. Trường hợp nguy hiểm và thường xuyên bị lạm dụng bọc răng sứ tiếp theo đó là khi hàm răng tồn tại khớp cắn không ổn định. Sự sắp xếp của các răng hiện tại bị lệch lạc nhiều. Khi đó nếu mà chỉ mài răng theo đúng tiêu chuẩn để không làm hại đến tủy răng thì lắp răng sứ lên cũng không thể trở nên đều đẹp được. Vì vậy mà những răng lệch lạc này phải mài nhiều hơn, dẫn đến là lấy tủy hàng loạt của các răng khỏe mạnh. Việc lấy tủy các răng sống sẽ làm răng yếu đi theo thời gian. Nguy hiểm hơn thì động tác thay đổi khớp cắn một cách đột ngột và trái tự nhiên sẽ khiến cho hệ thống nhai bị sai lệch, không thích ứng kịp, dẫn đến là đau cơ nhai, đau khớp thái dương hàm sau đó. Trường hợp khớp cắn lệch lạc nhiều có thể kể đến như là răng bị móm, bị hô, răng khớp cắn sâu hay là răng bị khớp khểnh nặng. Chúng tôi sẽ lấy ví dụ trường hợp sau đây, bệnh nhân từng mài bọc 5 răng sứ phía trước nhằm ép hô và làm cho đều đặn hơn. Nhìn kết quả thì có vẻ tốt nhưng mà thực tế khi quan sát đường viền lợi, chúng ta có thể thấy là lợi bị nề đỏ và có viêm mãn tính. Khi nhìn tổng thể khuôn mặt thì tình trạng bệnh nhân ban đầu bị hô, việc bọc sứ dù ép hết cỡ nhưng vẫn không hết hô. Ngoài ra thì bệnh nhân có cười hở lợi, hình ảnh bệnh nhân cười chưa hết cỡ nhưng mà cũng dễ dàng nhận thấy là có hở lợi hai bên kèm theo hô hàm. Tệ hơn nữa khi mà chụp phim X quang lên thấy các răng đã bị lấy tủy và đang có viêm nhiễm ở phía dưới chân răng. Đây là trường hợp điển hình của bọc sứ sai chỉ định. Đáng ra thì bệnh nhân này nên thực hiện niềng răng thì lại chọn bọc sứ, tiền vừa bị mất, răng cũng đã bị mài và thẩm mỹ thì không cải thiện được bao nhiêu. Vậy khi răng bị lệch lạc nhiều mà muốn bọc sứ để cải thiện màu sắc và hình dáng thì có thể làm răng sứ được hay không? Các trường hợp là răng lệch lạc nhiều thì bạn nên thực hiện chỉnh nha hay gọi là niềng răng trước, đưa các răng về thẳng trục. Điều này sẽ vừa giúp bạn có một khớp cắn ổn định, vừa tránh mài răng quá nhiều, tránh lấy tủy răng sống, đảm bảo sự ổn định cho hàm răng theo thời gian. Sau khi mà chỉnh nha, nếu mà bạn muốn có một hàm răng trắng sáng hơn thì bạn vẫn có thể chọn bọc sứ hoặc là dán sứ veneer. Bạn cùng xem hình ảnh ca lâm sàng sau đây. Bạn khách hàng tới với chúng tôi bị khớp cắn ngược hàm trên. Sau khi mà thực hiện niềng răng để giải quyết khớp cắn ngược, đưa các răng về thẳng trục thì bạn muốn thay đổi hình thể và màu sắc của các răng cửa nên chúng tôi đã thực hiện dán sứ cho 4 chiếc răng cửa phía trước. Nụ cười sau cùng thì các bạn có thể thấy là đã thay đổi hoàn toàn phải không ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Hỏi Nhanh Đáp Gọn ngày hôm nay. Hy vọng là những thông tin tôi đem đến kể trên là hữu ích, giúp cho các bạn có sự lựa chọn phù hợp và lành mạnh cho hàm răng của mình. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các cái vấn đề khác về sức khỏe răng miệng trên kênh YouTube của Nha Khoa Thúy Anh. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Hỏi Nhanh Đáp Gọn là sau. Tôi là bác sĩ Huy đến từ Nha Khoa Thúy Anh.